Ủa, bạn ký túc xá không vậy? Sao nó lạ lắm? Một phòng có hai giường à? Hello, hello, lại thêm một dự án lạ, nhưng mà đẹp và thông minh, dành cho đôi bạn cùng tiến. Có nhiều đâu, diện tích có 8 mét vuông à, mà vẫn thiết kế được cái phòng dành cho hai người mới ghê. Đúng là sáng tạo của con người là vô biên mà. Thôi, ở trung tâm thuê phòng rộng chi, giá cao, thế này hai người ở thoải mái. Thấy nhỏ vậy thôi, mà vẫn có kệ bếp đầy đủ chức năng để nấu ăn luôn. Một cái nhà vệ sinh riêng bé bé, nhưng mà xinh và đầy đủ thiết bị luôn nha. Và một cái bàn làm việc ngay cửa sổ, có view hướng ngoại đàng hoàng. Tất nhiên rồi, vẫn có hai cái giường dành cho hai người chứ. Một ở trên, một ở dưới, cũng khá là riêng tư luôn đấy. Nhìn nắm cúng vậy đó, nhưng không thể nào nóng nực được, vì phòng vừa có máy lạnh, vừa có thêm tủ lạnh, đủ cách để giải nhiệt trong cái thời tiết oi bức khó chịu của Sài Gòn mùa này luôn. Nhưng mà chưa hết nữa đó trời, cái tủ đồ ngay đây nữa nè. Nó thấy cái phòng thông minh ghê không? Rồi, dự án ở Cách Mạng Tháng 8, quận 3, dành cho đôi bạn thân nào đang tìm nha. Đố mọi người đang cho thuê nhiều, đoán đúng tôi ưu tiên review phòng theo nhu cầu luôn nha.